để chuẩn bị chào các bạn nhé. Hiện nay tôi đang có mặt ở chùa Hoàng Mai, thành phố Nam Định. Hôm nay khai mạc buổi khóa tu mùa hè ươm mầm tương lai. Hôm nay rất là đông. Đây là cái không gian của ngôi chùa này các bạn. Ngôi chùa này có cái khuôn viên khá rộng rãi. Ngôi chùa này khá đẹp đấy các bạn. Phật tử. Rồi bây giờ nhé, lấy cái hàng này làm chuẩn này. Hoa tỏa mát hương từ về muôn lối, đầy đóa vô ưu
xin kính đặt lên người. Để mở đầu cho chương trình khóa tu mùa hè năm 2019 ngày hôm nay, chúng con xin đến thăm viếng thỉnh quý chư tôn Tiểu Đức Tăng Ni chứng minh cùng quý vị quan khách cùng toàn thể các bạn thiện sinh hãy cùng đến với một nhạc phẩm do một chùa do tập thể khóa sinh chùa Hoàng Mai trình bày ngày hôm nay. Trân trọng kính mời.
Brazil.